7 người, trong đó có 3 cháu nhỏ đã được lực lượng chức năng cứu khỏi đám cháy ở tầng 7, chung cư phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm tối ngày 21 tháng 8. Đám cháy bùng phát lúc 20 giờ tại hộp công tơ điện tầng 7, chung cư NOCT cao 11 tầng ở ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn. Lửa không to nhưng chất cháy là nhựa đã tạo khói độc lan lên các tầng khiến người dân vô cùng hoảng loạn, không biết thoát nạn từ đâu. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an quận Từ Liêm đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ đến hiện trường. Nhận thấy có người mắc kẹt, cảnh sát đã sử dụng thang bộ, xe thang để tiếp cận. Ngay khi lên tầng 7, lính cứu hỏa đã sử dụng bình chữa cháy, xách tay dập lửa, tổ chức thoát khói, cứu 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 cháu bé thoát bằng thang bộ xuống đất an toàn, hướng dẫn 8 người khác tự thoát nạn. Công an quận Nam Từ Liêm đã khám nghiệm hiện trường, điều tra ra nguyên nhân vụ cháy. Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, gây báo động về tình trạng phòng cháy chữa cháy và công tác an toàn. Điểm lại những ngày đầu tháng 8 vừa qua, chỉ trong 3 ngày đầu tuần có tới 8 đám cháy bùng phát và may mắn không có thiệt hại về người. Ngày thứ 2 đầu tuần, buổi sáng cháy nhà xưởng ở huyện Mê Linh, buổi chiều cháy tạp hóa kết hợp nhà trọ ở dốc Viện Nhi, quận Ba Đình. Sau đó một ngày, buổi sáng cháy ở một nhà dân ở quận Thanh Xuân, buổi chiều lại cháy một kho thiết bị bể cá cảnh ở quận Tây Hồ. Chỉ trong ngày 10 tháng 8, có tới 4 vụ cháy liên tiếp xảy ra ở Hà Nội. 6 giờ 52 phút, một đám cháy bùng phát tại tầng 5 ở công ty Hồng Hà, tại ngõ 109 Trường Chinh, quận Đống Đa. 8 xe chữa cháy các loại được huy động, hơn 30 phút sau đám cháy được dập tắt. 11 giờ trưa, ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên ở một cửa hàng sửa chữa máy tính tại đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy. Thời điểm cháy có 3 người trong nhà nhưng đã kịp thoát thân. Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Đến buổi chiều, tiếp tục một vụ cháy ở nhà dân ở số 73 Khương Trung, quận Thanh Xuân. Rất may mắn là đám cháy nhỏ và lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận sớm hiện trường nên đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Vụ cháy thứ tư, ngày 10 tháng 8 cũng xảy ra buổi chiều muộn tại thị trấn Châu Quỷ, huyện Gia Lâm. May mắn là đám cháy đã được dập tắt ngay từ sớm, không để bùng phát cháy to. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác vào chiều ngày 2 tháng 8 đến thăm, động viên gia đình và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 3 cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke tại số 231 phố Quang Hoa, phường Quang Hoa. Bộ trưởng cùng đoàn đã thắp hương tưởng nhớ. Ông xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm với bản thân khi làm nhiệm vụ của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Bộ trưởng ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát vô cùng to lớn này. Ông đề nghị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Công an thành phố Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các liệt sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công. Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thượng tá Đặng Anh Quân mới luân chuyển về nhận nhiệm vụ làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an quận Cầu Giấy được vài tháng. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn khi mẹ anh ngoài việc trông nom các cháu còn tranh thủ bán nước ở đầu ngõ. Thắp nén hương tưởng nhớ Thượng tá Đặng Anh Quân, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm tiếc thương, chia sẻ với nỗi mất mát lớn lao của gia đình. Giữa thời bình, lực lượng công an nhân dân vẫn hy sinh, không gì bù đắp được. Nhưng đây là sự hy sinh rất dũng cảm. Các đồng chí là tấm gương rất tiêu biểu, thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng, không ngại hiểm nguy, gian khó của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ tính mạng của nhân dân, đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết, trước hết. Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ chiến sĩ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất đối với 3 đồng chí. Điều này cho thấy sự quan tâm, ghi nhận rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ. Bằng tình cảm, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện các chính sách đối với gia đình các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lúc 6 giờ 25 phút ngày 10 tháng 8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận được tin báo cháy tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe máy chữa cháy, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe tải, 1 xe chỉ huy tới hiện trường, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa. Cùng lúc đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai cũng điều 2 xe chữa cháy đến chi viện. Đám cháy xuất phát từ phòng làm việc tại tầng 5 do công ty Hồng Hà cho hai đơn vị thuê mặt bằng là công ty trách nhiệm hữu hạn Hanopro Việt Nam và công ty cổ phần Promotion Việt Nam. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 7 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và 10 phút sau đó được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm lạnh để phòng tránh đám cháy có thể bùng phát trở lại. Theo đánh giá ban đầu, phòng bị cháy có diện tích khoảng 9m², một số khu vực lân cận bị tác động bởi nhiệt. Cùng buổi sáng, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại phố Trần Bình, giao với đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một chỉ huy công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiến hành chữa cháy một cửa hàng sửa chữa điện thoại, máy tính và tiệm bán phở. Theo đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 10 tháng 8, ngọn lửa tại cửa hàng sửa chữa điện thoại máy tính này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau khi phát hiện ngọn lửa, người dân đã thông báo đến lực lượng phòng cháy chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ trưa, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã làm cho các bảng, biển quảng cáo chỉ còn trơ khung, toàn bộ tài sản bị thiêu trụi. Bức tường cơ sở này có khả năng sập bất cứ lúc nào. Chỉ huy công an phường Mai Dịch cho biết, khi có tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của phường Mai Dịch và quận Cầu Giấy đã huy động trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đến hiện trường để chữa cháy. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy, cả hai đám cháy đã được xử lý kịp thời và vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.